Nhóm học sinh trường Trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão đã đoạt giải nhất trong cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp cấp quốc gia vừa diễn ra tại Huế. Dự án túi cứu hộ khẩn cấp xe máy của tỉnh Hưng Yên đã đoạt giải nhất lĩnh vực kinh doanh tạo tác động xã hội. Đây là bộ sản phẩm có kích thước nhỏ gọn, dễ mang theo. Túi cứu hộ có thể xử lý được nhiều tình huống khẩn cấp. Ví dụ, xe hết xăng thì có dụng cụ hút nhiên liệu từ xe khác sang. Xe xuống hơi, cần bơm thì có ống bơm hơi từ ống xả xe máy và giúp nước ngập không vào ống xả khi đi qua đoạn đường bị ngập. Xe bị vật nhọn đâm thì có vít vá lốp không xăm, khóa phanh xe được sử dụng trong các tình huống dừng đỗ an toàn. Vòng chung kết quốc gia cuộc thi, học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ 5 với sự tham gia của 504 dự án dự thi, trong đó có gần 200 dự án của khối học sinh.